Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 13 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Tô Lâm đang run với lời khai của ông Trịnh Xuân Thanh. Phải nói rằng ông Trịnh Xuân Thanh là cái tên đã làm cho Tô Lâm rất vất vả. Cũng nhờ bắt cóc được Trịnh Xuân Thanh mà Tô Lâm được điểm cộng rất lớn trong con mắt của ông Nguyễn Phú Trọng. Và đến hôm nay, ông Tô Lâm còn ngồi lại chiếc ghế Ủy viên Bộ Chính trị, còn giữ chức Bộ trưởng, bộ này là một phần thưởng dường như ông Nguyễn Phú Trọng đã trao cho ông Tô Lâm sau vụ bắt cóc. Chuyện Bộ Công an Việt Nam phạm tội thì rất nhiều, như vụ án Nhật Cường, Mobile và Nguyễn Đức Trung vào tù thì trong đó công an cũng dính líu tới. Và lịch sử tội phạm hình sự không thiếu trường hợp công an nhận hối lộ hoặc bao che cho tội phạm vì mình cũng có phần trong những vụ việc như vậy. Vụ án Năm Cam trước đây là một ví dụ công an tha hóa biến chất đã tiếp tay cho Năm Cam hoạt động trong rất nhiều năm. Trong vụ án Vinalize xảy ra vào năm 2014 cũng như vậy, lời khai của ông Dương Chí Dũng có liên quan đến Thượng tướng Phạm Quý Ngọ và sau đó không bao lâu thì ông Ngọ bất ngờ ngã bệnh ung thư và qua đời. Vụ án đã bị ngừng điều tra một cách hết sức bí ẩn. Thực chất, một khi các quan chức đã trượt dài trên sai phạm thì họ luôn chuẩn bị tiền của để hối lộ cho công an nếu chẳng may bị điều tra. Khi mà giữa công an và đối tượng bị điều tra thỏa thuận được thì nó lại thành một mối quan hệ mới, sự cộng sinh giữa công an và quan chức. Làm sai nó hình thành nên những nhóm lợi ích và có thành trì vững chắc khó mà công phá cho được, dù cho Đảng Cộng sản Việt Nam có hô hào đến đâu. Vụ án Dương Chí Dũng vẫn còn nóng hổi. Nó là một hình mẫu cho mối liên hệ phức tạp trong các sai phạm có tính hệ thống. Chính vì vậy, những con người như Trịnh Xuân Thanh và Đinh La Thăng nếu có dính líu đến Bộ Công an thì không có gì đáng ngạc nhiên cả. Đây là hình ảnh bài báo nói về nhân vật bí ẩn của Bộ Công an có dính líu đến sai phạm Trịnh Xuân Thanh. Như báo chí đã đưa tin, mới đây ông Trịnh Xuân Thanh có nói úp mở rằng có lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát góp tiền mua đất Tam Đảo. Lời khái quát của bị cáo nói về miếng đất ở Tam Đảo thật nguy hiểm và được đưa ra đúng lúc. Được biết vào sáng ngày 9 tháng 3, phiên tòa xét xử các bị cáo liên quan đến sai phạm tại dự án Enthano Phú Thọ tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo bị truy tố về nhóm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bao gồm Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí PVC, Đỗ Văn Hồng, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và xây lắp dầu khí Kinh Bắc PVC Kinh Bắc. Trả lời thẩm vấn của đại diện Viện Kiểm sát, ông Đỗ Văn Hồng đã cho bị cáo thừa nhận việc mua 3.400 m² đất tại thị trấn Tam Đảo, sau đó chuyển nhượng lại cho gia đình ông Trịnh Xuân Thanh với số tiền 23,8 tỷ đồng. Gia đình ông Thanh mới chuyển nhượng được 20,8 tỷ đồng, 3 tỷ đồng còn lại chưa lấy được. Bị cáo đã đòi nhiều lần nhưng không được. Ông Hồng nói rằng ở vị trí như ông thì lại càng khó đòi. Đây là hình ảnh ông Trịnh Xuân Thanh đứng trước tòa. Ông Trịnh Xuân Thanh lúc đó là nhân vật có quyền lực và nhiều tiền. Ông là quan chức, nắm về kinh tế, vì vậy việc ông được các quan chức trong ngành công an góp tiền vào để mua nhà Tam Đảo hoặc hóp tiền bằng miệng rồi sau đó ông Thanh đứng danh nghĩa bản thân rồi sau đó lại chuyển nhượng lại cho chủ theo hình thức nào đó. Được biết khi bị chất vấn, ông Thanh đã nói có một quan chức Tổng cục Cảnh sát góp tiền mua đất. Tuy nhiên chủ tọa phiên tòa không đào sâu về vấn đề này. Đây là đầu mối để moi ra sai phạm của quan chức, nhưng tại sao thẩm phán không hỏi thêm là điều hết sức bất thường. Có vẻ như bên tòa án họ biết là ai nên họ không dám đào sâu nữa. Những phiên tòa xét xử về tham ô ở Việt Nam rất phức tạp, bởi không biết các bị cáo đang đứng trước tòa khai ra những ai. Vậy nên những ai lỡ tay dính chàm thì thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. Và câu hỏi đặt ra là có khi nào lại là một phiên bản của vụ án Dương Chí Dũng hay không? Vinalize là một trong các tổng công ty dưới sự điều hành của ông Thủ tướng trước đây Nguyễn Tấn Dũng. Thời kỳ đó, ông Nguyễn Phú Trọng đang tập trung chú ý vào vụ án này và bị cáo là Dương Tự Trọng. Được biết vào ngày 7 tháng 1 năm 2014, phiên tòa sơ thẩm xét xử Dương Tự Trọng và 6 đồng phạm phạm tội tổ chức cho Dương Chí Dũng trốn đi nước ngoài. Tại phiên tòa đó có một tình tiết hết sức bất ngờ mà không ai có thể ngờ tới. Đó là ông Dương Chí Dũng đã khai rằng chính Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an,
trưởng ban chuyên án điều tra các sai phạm tại Vinalize, tức là đang điều tra sai phạm của Dương Chí Dũng, là người đã gọi điện thoại báo tin về việc bắt giữ và khuyên bỏ trốn. Ông ta tường thuật nguyên văn như sau: anh Ngọ gọi điện cho tôi thông báo thủ tướng đã chấp thuận lệnh khởi tố và bắt tạm giam chú tránh đi một thời gian. Chưa hết, ông Dũng còn khai ra chính ông là người đưa tiền cho bà Trương Mỹ Lan, cho ông tên là Tiệp, cũng là nói úp mở chứ không nói chính xác họ tên. Tuy nhiên, người ta nghi ngờ rằng người tên là Tiệp chính là tướng Trần Quang Tiệp, trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang. Trả lời phỏng vấn, ông Phạm Quý Ngọ phủ nhận liên quan đến việc Dương Chí Dũng bỏ trốn. Chưa dừng lại ở đó, ông Dương Chí Dũng cũng khai là chính ông đã hối lộ cho ông Phạm Quý Ngọ hai lần. Lần đầu với 10.000 đô la Mỹ ở Tuần Châu, Quảng Ninh, nơi ông Ngọ đang nghỉ mát. Bà Phạm Thị Mai Phương, vợ Dương Chí Dũng, cũng khai trước tòa rằng vào ngày 29 tháng 4 đã cùng chồng đi thăm vợ chồng Phạm Quý Ngọ ở Tuần Châu và có đưa tiền cho Phạm Quý Ngọ. Lần thứ hai là vào ngày 2 tháng 5 năm 2013 tại nhà riêng ông Ngọ với số tiền là 500.000 đô la Mỹ. Ngoài ra, ông Dũng cũng khai là đã giúp bà Trương Mỹ Lan của công ty vận tải Thịnh Phát ở thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2010 chuyển khoản tiền hối lộ 1 triệu đô la cho Phạm Quý Ngọ. Đây là hình ảnh ông Phạm Quý Ngọ, người dính đến vụ án Dương Chí Dũng và qua đời kịp đúng lúc để kết thúc vụ án. Đây là những lời khai ngoài dự tính của rất nhiều người, ngoài tính của ông Phạm Quý Ngọ, ngoài dự tính của ông Trần Đại Quang và ngoài dự tính cả của ông Nguyễn Tấn Dũng nữa. Lúc đó, nếu khui chi tiết này đến nơi đến chốn thì rất có thể liên quan đến những cấp cao hơn, mà cấp cao hơn của ông Phạm Quý Ngọ lúc đó chỉ có thể là ông Trần Đại Quang và Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên, sau khi thông tin này bị bùng lên thì ông Phạm Quý Ngọ bị ung thư qua đời kịp đúng lúc và sau đó vụ án đã bị đình chỉ điều tra một cách hết sức bất ngờ và mờ ám. Vụ án Dương Chí Dũng sẽ khó có cơ hội lặp lại lần này trước tòa. Được biết, vụ án Dương Chí Dũng có sự tham gia giám sát của ông Nguyễn Bá Thành. Ông Thành là một cánh tay đắc lực cho ông Nguyễn Phú Trọng, lúc đó muốn theo sát vụ án này để đưa ông Nguyễn Tấn Dũng vào trong. Vì vậy, quan tòa mới có thể khai thác tới nơi tới chốn lời khai bất ngờ của ông Dương Chí Dũng. Tuy nhiên, hiện nay, lời khai của ông Trịnh Xuân Thanh cho thấy chánh án không muốn khai thác sâu hơn, bởi đơn giản, nếu bứt dây thì ắt động rừng. Nếu khai ra tên người đứng đầu Cục Cảnh sát điều tra thì phải nói rằng rất dễ moi ra cấp cao hơn. Mà cấp cao hơn cục trưởng ở đây thì ngoài ai khác, đó chính là Tô Lâm. Mà Tô Lâm là con người đang được ông Nguyễn Phú Trọng tín nhiệm. Chính ông Tô Lâm đã không ngại gian khổ, không ngại danh dự, đưa người sang tận nước Đức xa xôi để bắt cóc cho bằng được Trịnh Xuân Thanh, mà bây giờ để Trịnh Xuân Thanh khai ra thuộc hạ của Tô Lâm thì không thể được. Được biết, tựa đề bài báo được đăng trên báo Thanh Niên vài giờ thì tờ báo này đã xóa đi chi tiết có liên quan đến cục trưởng thuộc một bộ công an và đổi tựa đề bài báo. Không có lực lượng nào đủ mạnh để bảo kê cho việc tòa án chất vấn lời khai của Trịnh Xuân Thanh thì có vàng thẩm phán cũng không dám soi kỹ. Đây là hình ảnh không biết ai đã chỉ đạo mà tựa đề bài báo Thanh Niên đã bị thay đổi và xóa dấu vết. Tòa án ở Việt Nam là như vậy, nó không có tính độc lập như ngành tư pháp độc lập ở các nước dân chủ. Vì vậy, các thẩm phán khi xử án thì họ phải biết việc gì nên hỏi và việc gì không nên hỏi. Muốn trừng trị Trịnh Xuân Thanh mà không muốn moi ra sai phạm của Bộ Công an thì những tình thế úp mở trong lời khai của Trịnh Xuân Thanh phải được cho qua, đó là luật bất thành văn. Câu hỏi được đặt ra là liệu ông Tô Lâm có dính đến tiêu cực này hay không? Hiện nay, ông Tô Lâm không ngại điều sai trái của ngành công an, khiến ông Trọng biết. Vì ông Trọng có biết thì cũng cho qua mà thôi, vì Tô Lâm là công thần từ thời của Nguyễn Phú Trọng rồi. Ông Tô Lâm chỉ sợ dư luận lại chỉ trích, bởi khi ông Tô Lâm bị xã hội chỉ trích, đối thủ chính trị của ông có thể vin vào đó mà tấn công ông. Không dám chắc rằng Tô Lâm có dính hay không, tuy nhiên, để thuộc hạ mà dính vào vấn đề tiêu cực thì Tô Lâm phải có trách nhiệm vì vấn đề tham nhũng ở cấp dưới. Đây là hình ảnh cho rằng ông Tô Lâm còn có quyền lực vượt ra khỏi ngành công an. Nếu không có công trạng to lớn để châm trước thì ông Tô Lâm cũng khó có thể tránh khỏi liên đới chịu trách nhiệm vụ án mobile phone mua AVG. Có chỉ đạo từ Trung ương rất kịp lúc để đưa những hồ sơ có chữ ký của ông Tô Lâm trong thương vụ này
vào diện bí mật quốc gia. Chính vì vậy mà các luật sư không có quyền tiếp cận nội dung tài liệu này. Ông Tô Lâm có quyền lực rất lớn và bàn tay ông can thiệp vào quy trình tố tụng là rất rõ ràng. Vậy nên, việc chỉ đạo sửa bài báo Thanh Niên rất có thể là có bàn tay của Tô Lâm. Thực chất, một cục trưởng không đủ khả năng ra lệnh cho một tờ báo lớn như tờ Thanh Niên phải sửa bài báo này đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 13 tháng 3 năm 2021 với bản tin Tô Lâm đang run vì lời khai của ông Trịnh Xuân Thanh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.